dưới ánh đèn sân khấu là hào quang, danh vọng, nhưng đằng sau đó là những câu chuyện, những con người. Mồ hôi, nước mắt, cùng đón xem những con đường dẫn đến vinh quang trong sau những hào quang. Thưa quý vị, khi nhắc đến thành công của một chương trình truyền hình, thường thì mọi người sẽ nhắc đến những người có những công sức đóng góp rất là lớn và họ rất là tài năng, như là đạo diễn nè, là biên tập, là người dẫn chương trình hay là người quay phim. Nhưng thực chất ra thì để có thành công của một chương trình truyền hình, cả ekip tham gia rất là đông đảo anh chị em, mỗi người họ lại làm một cái công việc khác nhau. Tuy nhiên thì có những người họ đóng góp rất là thầm lặng và thậm chí là ít khi nào được gọi tên. Để có được những bối cảnh như thế này phục vụ cho việc quay hình các chương trình truyền hình á, thì chúng ta sẽ cần đến cả một đội ngũ thiết kế rất là đông các anh em. Quý vị có thể thấy ở đây rất là nhiều người họ đang tích cực làm việc, họ làm việc miệt mài, làm việc cần mẫn, thậm chí là làm ngày làm đêm. Có những người là ngủ ngoài đồng, ngủ ngoài ruộng, trải bạc ra chỉ để ngủ và thức dậy lại tiếp tục làm việc nữa. Công việc có thể nói là vô cùng vất vả quý vị ạ. Bây giờ thì Vinh Loan đột nhập vào bên trong và tìm người nói chuyện một chút xíu nha. Anh Thanh ơi, em tới rồi anh. Ra đi nói chuyện với chương trình chút xíu nha. Đang làm việc vất vả của anh hả? Dạ. Anh Thanh ơi, mình đang làm bối cảnh cho chương trình gì vậy anh? Một chương trình hài. Một show hài em. Công việc quá chừng luôn. Mọi người nãy giờ là cứ mạnh ai nấy làm việc, thấy cứ âm thầm mà làm việc vậy thôi. Anh, mà để có bối cảnh đủ quay một cái chương trình như vậy thì thường là mình phải chuẩn bị trước bao nhiêu lâu anh? Thật ra thì cũng luôn luôn gấp, chứ không bao giờ mà có quá rộng thời gian. Nhưng mà nhiều khi cũng rất là lo lắng, mất cả ngủ luôn. Nhưng mà có lẽ là do cái máu nghề nghiệp. Anh em làm ao, chừng một ngày, hai ngày là vãn cảnh là bắt đầu có bối cảnh. Chứ thực sự thời gian không có nhiều. Chương trình này mình quay sẽ là quay trong bao lâu ạ? Mình quay trong 2 ngày. Quay trong 2 ngày liên tục. Và anh em làm việc bao nhiêu lâu để có đủ bối cảnh hả? Trung bình thì khoảng 4 ngày. 4 ngày, dạ. Bộ phận thiết kế thì trung bình khoảng chừng 7-8 người. 7-8 người, như vậy là khối lượng công việc rất là lớn. Thức đêm, thức hôm làm luôn không anh? Có lẽ thường xuyên là phải thức đêm. Dài nhất là thức bao nhiêu đêm liên tục? Có thể có những khi khoảng một tuần, liên tiếp một tuần. Một tuần cứ làm ngày làm đêm luôn như vậy. Ôi trời ơi, em nghĩ là mọi người cũng mệt mỏi lắm đúng không? Anh Thanh, cái này mình leo lên đi được không ta? Đi được em. Đi được, chú, cho con đi thử một cái chú. Được ha, ổn ha. Đi được, ổn. Dạ. Cố gắng bám cái tay chắc một chút. Mà coi chừng hơi... Chà, cái này chắc là diễn viên mà đi lên đây là không có mang giày cao gót như Loan đâu. Té chết à. Nhưng mà nói chung là thấy chắc chắn. Giống thiệt quá. Mà anh ơi, em thấy là đạo cụ thôi mà có vẻ là chắc chắn dữ ta. Nó là đạo cụ nhưng mà nó cũng sử dụng cho diễn viên đi qua đi lại biểu diễn luôn. Thành ra là phải kết cấu bằng những cái chất liệu cứng, ví dụ như bằng sắt. Bộ xương của nó là hoàn toàn bằng sắt hết. Sau đó khi mà bảo đảm sự chắc chắn rồi, đúng thước đất rồi, thì bắt đầu mình mới táp những cái chất liệu, vật liệu cho nó phù hợp với bối cảnh. Ví dụ đây là đồng quê thì nó phải dùng những cái chất liệu như mây tre nứa lá, hợp lý. Dạ. À, em thấy bên kia hình như cái đó là cái chuông bằng đồng, đúng không anh? Cái chuông em thấy y chang luôn á. Em nhấc thử coi. Em thấy hình như bằng mút xốp. Đúng không? Mút xốp không? Thì em nhấc thử coi nó có phải mút xốp không? Mút xốp thì nhẹ mà. Thử nha. Trời.
trời. Cái gì vậy nè? Anh ơi, nó nặng chình chịch rồi. Nặng bao nhiêu ký lần dữ vậy nè? Khoảng chừng 20 ký đó em. Hèn gì, sao em kiên nổi. Nhìn ở ngoài em thấy rõ ràng là nó bằng mút xốp. Em thấy xốp nè. Nhưng mà anh làm sao mà nó nặng dữ vậy nè? Nói em nói về chất liệu thì em nói là mút xốp là chính xác. Dạ. Nhưng mà bởi vì phục vụ theo kịch bản là đây là một cái kịch bản nó cần một cái quả chuông giống như thật, nhưng mà nó lại phải nặng khoảng 20 ký, do đó mà anh em đã đúc kim loại bỏ vào trong, do đó nó mới nặng như vậy. À, nhưng mà dù là đạo cụ nhưng mà vẫn phải đúng cái trọng lượng như vậy luôn. Đúng, là phải kể cả về hình hài nó cũng phải giống. Hình thì và giống cái rồi sức đó. Nặng để cho cái người khiêng, cái người diễn người ta cũng cái diễn xuất người ta nó thật hơn, bởi vì nó nhẹ thì cái động tác nó không thật được bằng nó sức nặng nó có thật. Dạ. Như vậy là diễn viên diễn tốt, diễn thật á đôi khi cũng là nhờ đạo cụ nha quý vị. Bây giờ cũng là mới biết. Anh Thanh, như vậy là sau cái công đoạn của mình rồi thì đến ekip nào thực hiện công việc tiếp ta? Sau khi tụi anh đã hình thành sân khấu đầy đủ mọi yêu cầu của bản thiết kế rồi. Dạ. Thì bàn giao sân khấu lại cho bộ phận ánh sáng. Ánh sáng, bây giờ mình làm là cũng gần xong rồi mà đúng không anh? Vậy là ánh sáng cũng đang bắt đầu chuẩn bị làm việc rồi đó, đúng không? Ôi, chào mấy anh ánh sáng ở trên. Chào. Chào. Mấy anh không có dám chào đâu, tại vì buông tay ra sợ té xuống. Công việc nói chung là cũng rất là vất vả và nguy hiểm đó quý vị ha. Rồi. Vui sống mỗi ngày. Quỳnh có phải chào lại không hay là để hai người thôi? Chào Mồi. MC, diễn viên, khách mời trong các chương trình lên hình truyền hình đẹp không chỉ là nhờ vào bàn tay của người đạo diễn hình quay phim, còn phải kể đến công lao của bộ phận kỹ thuật ánh sáng. Công việc của họ trong ekip quay là chuẩn bị đèn, treo đèn và điều chỉnh đèn trước và trong khi quay theo ý chỉ đạo của đạo diễn hình ảnh để có những shot hình đẹp nhất. Không phận sự biển vào, Lan xin rồi, Lan được vào. Hôm qua bà sẽ cảm thấy một câu chuyện này nó cũng không có nhiều sự mới lạ lắm trong đề tài. Theo anh Trung thì sự khác biệt ở đây nào ở đâu? Đó là diễn xuất của nhân vật, đó là kết cấu của cái kịch bản. Trong quá trình sản xuất chương trình truyền hình thì thu tiếng là một khâu cực kỳ quan trọng. Thế nhưng quý vị không bao giờ gặp gỡ các anh chị làm việc trong cái lĩnh vực này cả. Bởi vì sao ạ? Họ ở trong những cái căn phòng kín như thế này nè. Và nội bất xuất, ngoại bất nhập. Họ là ai vậy? Họ chính là những kỹ thuật âm thanh. Trong ekip quay thì công việc cụ thể của tôi là một kỹ thuật âm thanh. Trước giờ quay tôi sẽ test những thiết bị âm thanh và chuẩn bị những thiết bị để cho khách mời và MC. Trong quá trình quay thì tôi luôn luôn trực tiếp nghe âm thanh để khi có sự cố gì tôi sẽ báo cho đạo diễn và cắt để mình xử lý. Nếu mà tôi lơ là thì âm thanh sẽ không đạt chất lượng và về hậu kỳ sẽ không xử lý được và sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát sóng. Bên cạnh những cái áp lực thì đôi khi nó cũng có cái chuyện vui. Ví dụ như xong một công việc như tôi quên tắt mi đi thì có thể nghe được những cái vấn đề đời tư của MC hoặc một khách mời nổi tiếng nào đó. Quý vị ơi, bây giờ thì chúng ta phải im lặng bởi vì chương trình sẽ bắt đầu chính thức ghi hình. Nếu như chúng ta ồn ào thì anh kỹ thuật này ảnh sẽ mời chúng ta ra khỏi phòng. Còn đây là các anh kỹ thuật đẩy lô ly và lái boom. Nếu không phải là người trong nghề, nhiều người sẽ tưởng công việc này khá đơn giản, chỉ việc làm theo hiệu lệnh của đạo diễn hình. Nhưng thực tế, để có được những khung hình động, chuẩn và đẹp, thì đòi hỏi người kỹ thuật đẩy lô ly và boom phải có nhiều năm kinh nghiệm mới cảm được hết tiết tấu của chương trình và phối hợp thật nhịp nhàng với các bộ phận khác. Tôi là kỹ thuật trong đây, thì cái nghề chính của tôi là boom, lô ly.
coi như là quay thì nhiều khi mình đeo phone để nghe cái ám hiệu của đạo diễn bên trên, người ta điều sao mình làm vậy. Nói chung căng thẳng thì không tránh khỏi, là tại vì có nhiều khi chương trình gấp rút, rồi khi đạo diễn điều mình không nghe, rồi mình cũng có đôi khi mình lái không đúng ý đồ của đạo diễn, thành ra nó căng thẳng. Trước và sau khi cả ekip thực hiện chương trình hoàn thành xong phần việc của mình thì đến lúc các anh chị làm công việc dọn dẹp vệ sinh sẽ bắt đầu công việc của họ. Một công việc rất thầm lặng, tuy là họ không trực tiếp tham gia vào cả ekip sản xuất chương trình, nhưng chính nhờ có họ mà môi trường làm việc của cả ekip trở nên sạch sẽ hơn. Mỗi một cái khung hình cũng gọn gàng và tinh tươm hơn nhờ vào sự chăm chút khéo léo từ đôi bàn tay của các anh chị ấy. Trước buổi quay thì tôi sẽ đến, cái điều đầu tiên là phải quét cái sảnh của cái sân khấu, và cái thứ hai nữa sau khi quét xong thì tôi phải lau cho sạch cái sảnh đó và lau những cái đèn. Cái thứ ba nữa là hút sạch cái thảm để khi mà cái chương trình đó người ta thoát nó sẽ đẹp và sạch sẽ hơn. Và sau khi phim trường dọn dẹp xong thì tôi cũng làm những cái công việc như vậy. Cái thứ hai là phải che kính lại tất cả những cái đồ mà trước buổi sáng đó mình đã đưa ra, và cái là sau khi đó rồi cũng phải chuyện phụ với bếp nút phải dọn dẹp trong cái phần bếp cho nó sạch sẽ sau khi mình bước ra khỏi phim trường. Niềm vui trong công việc đó thì cái thứ nhất là mình được giúp một cái phần nhỏ trong một cái chương trình đó cho tất cả các anh chị quay phim, và cái thứ hai nữa là được gặp gỡ và gặp gỡ tất cả các nghệ sĩ và các diễn viên trong cái chương trình đó, thì cái đó là một cái niềm vui của mình. Thưa quý vị, hôm nay thì quý vị cũng có thể thấy đó, mỗi một sản phẩm truyền hình như vậy đó là sự đóng góp chung của cả một cái ekip, rất nhiều những anh chị em, mỗi người cùng nhau làm một cái công việc, và không có công việc nào là cái sự đóng góp nhỏ cả quý vị ạ. Và theo dõi sau chương trình thì quý vị chắc chắn là cũng sẽ thấy rất là thú vị, đúng không? Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến công việc và vai trò của từng vị trí trong cả một ekip thực hiện chương trình truyền hình trong những chương trình sau Ánh Hào Quang tiếp theo. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé.